Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tuần số 21. Số bị chia, số chia, thương, bảng chia 2, bảng chia 5, phiếu bài tập cuối tuần, môn toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở phiếu của chúng mình ra. Tuần số 21, trang 43 nào. Rồi, ta sẽ đến với cái bài số 1 nè. Được chưa? Như vậy cái phần họ tên với lớp thì các em tự ghi nhá. Bài số 1, người ta hỏi điền cái số nào vào đây. Như vậy có này, phép chia nè, hàng ngang thứ nhất nè, số bị chia nè, số gì? Số chia. Đây chúng ta quan sát người ta làm mẫu nè. Phép chia 18 chia 2 bằng 9. Vậy thì trong cái phép chia này nè, 18 này là số bị chia, 2 là số chia, và 9 này nè là thương. Đấy, chú ý về về gì, vị trí của từng cái số ở trong phép chia này. 18 là số bị chia, 2 là số chia và 9 là thương này. Trước dấu chia là số bị chia, được chưa? Phía sau dấu chia là số gì? Số chia. Và phía sau dấu bằng là thương này. Đấy, vị trí của nó chúng ta nhớ nhé. Đó, bây giờ mình sẽ áp dụng cái mẫu này. Đối với phép chia 25 chia cho 5 bằng 5. Vậy thì số bị chia ở đây sẽ là số mấy? À đúng rồi, số 2, 25. Số chia đây mấy à? Số 5. Và thương của nó đây là 5. Được chưa? Rồi tương tự này, 12 chia 2 bằng 6 này. Vậy thì số bị chia ở đây chính là số 10, 12. Số chia là số 2 và thương là 6. Rồi, tương tự 15 chia cho 5 bằng 3. Như vậy 15 là số bị chia, 5 là số chia và 3 chính là thương. Được chưa? Đấy, xong nhá. Rồi, mình sang bài số 2. Người ta yêu cầu là tính nhẩm nè. Vậy thì đây chính là những cái bảng chia 2 cũng như là bảng chia gì? Chia 5 nè. Em nào mà chưa thuộc thì chúng ta có thể dừng cái video lại, mở kênh của chúng mình ra xem bảng chia 2, bảng chia 5 để chúng ta nhẩm cho thuộc nhé. Rồi chúng ta đã thuộc rồi, chúng ta sẽ thực hiện này. 4 chia 2 bằng 2. Được chưa? 14 chia 2 thì được 7 nè. 20 chia cho 5 thì được 4 nè. 6 chia 2 bằng 3. 18 chia 2 bằng 9. Đúng không? 25. Đây là bảng chia 5 này. 25 chia 5 bằng 5. Được chưa? 10 chia cho 2 bằng 5. 10 chia cho 5 này. Đấy, đây là bảng chia 2, đây là bảng chia 5 nhé. Bằng 2 nè. 35 chia cho 5 thì được 7. 12 chia cho 2 bằng 6. 15 chia cho 5 bằng 3. 40 chia 5 bằng 8. Được chưa? Khá là dễ đúng không? Rồi, sang bài số 3. Người ta hỏi điền cái số nào. Như vậy ở đây chúng ta cũng quan sát nè. Giống như bài 1 thôi đúng không? Số bị chia nè, số chia nè, thương nè. 20 chia cho 5 thì được 4 nè. Đấy. Vậy thì 8 này chia cho 2.
8 là số bị chia, 2 là số chia, tức là mình sẽ đặt phép tính là 8 chia cho 2 bằng mấy, mình sẽ điền vào đây đúng không? Là thương nè. Vậy thì 8 chia 2 bằng 4. Được chưa? Tương tự ở đây là mấy? 45. Các em chia cho 5. 45 chia cho 5 thì bằng 9. Được chưa? Rồi, 16 chia 2 bằng 8. 14 chia 2 bằng 7. Được chưa? 35 chia cho 5 thì bằng 7. 50 chia cho 5 thì bằng 10. 20 chia cho 2 thì bằng 10. Đấy, được chưa? Khá là đơn giản đúng không? Bài 4. Điền cái số nào? Như vậy người ta cho này. Số bị chia là 6. Số bị chia này. Số chia là 2. Tức là 6 chia 2. Vậy thì thương sẽ là mấy? Dễ như ăn kẹo. 6 chia 2 là 3. Được chưa? Tương tự này. Số bị chia là bao nhiêu? 12. Số chia là mấy? Là 2. Vậy thì 12 chia 2 thương sẽ là 6. Được chưa? Rồi. Số bị chia là 2, 20. Số chia là 5. Vậy thì 20 chia cho 5 sẽ bằng 4. Xong chưa? Tương tự nè. Số bị chia là 40, 45. Số chia là 5. Vậy thì 45 chia cho 5 thường sẽ là 9. Được chưa các em? Rồi, bài số 5. Bài số 5 người ta cho như sau. Có 12 quả cam. 12 quả cam này. Chia đều vào hai đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam. Tức là gì? Các em sẽ có tổng là 12 quả cam này. Các em chia đều vào hai đĩa. Đúng không? Vậy thì đây là một phép tính gì? Tính chia thôi. 12 chia 2 bạn nào cũng biết rồi. Đúng không? Thầy sẽ không dạy nữa. Rồi chúng ta sẽ dựa câu hỏi để trả lời. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam. Chúng mình sẽ trả lời Mỗi đĩa có số quả cam là. Hoặc là gì? Số quả cam mỗi đĩa có là. Cũng được nhá. Đấy, tùy các em muốn dùng cái câu trả lời nào cũng được. Mỗi đĩa nè. Có. Ai giấu ngã đi chân rõ. Có số quả cam. Số nè. Quả cam là. Được chưa? Mình sẽ lấy cái gì đây? 12 chia đều cho 2 đĩa, tức là chia cho 2. Vậy thì 12 mà chia cho 2 thì bằng 6 quả. Và đáp số chúng mình ghi rõ quả gì? Đáp số 6 quả cam. Được chưa? Xong nhé. Rồi, sang bài B. Xếp 16 quả cam vào các đĩa. Mỗi đĩa 2 quả. Hỏi xếp được bao nhiêu đĩa? Có giống bài trên không? Cũng gần như là giống bài trên đúng không? 12. Ở đây có bao nhiêu? 16 quả này. Xếp mỗi một đĩa thì 2 gì? 2 quả. Vậy thì sẽ được bao nhiêu đĩa? Đấy. Dựa vào câu hỏi chúng ta trả lời.
xếp được bao nhiêu đĩa? Vậy thì ở đây mình sẽ phải trả lời số. Số gì? Số đĩa. Số đĩa nè. Xếp được là. Được chưa? Đấy, xếp được là. Được chưa? Các em sẽ lấy bao nhiêu? 16 chia cho 2. Đấy, như vậy 16 chia cho 2 thì bằng mấy? À, bằng 8. 8 gì? Đơn vị ở đây là đĩa nhá. Được chưa? Và chúng mình ghi đáp số. Như vậy chúng ta sẽ xếp được là 8. 8 đĩa. Xong chưa? Rồi. Bài số 6. Đội cờ vua lớp em có 10 bạn. Chia đều thành 5 nhóm để chơi cờ vua. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn? Đấy, những bài này thì khá là dễ rồi, thầy sẽ không giảng nữa nhé. Người ta hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn, chúng mình sẽ trả lời mỗi nhóm nè. Mỗi nhóm có bao nhiêu bạn thì chúng ta sẽ trả lời có số bạn là. Được chưa? Mình sẽ lấy gì? 10 chia cho mấy? Chia cho 5. Sẽ ra số gì? Số bạn trong một nhóm. Như vậy 10 chia cho 5 thì sẽ bằng bao nhiêu? 2. 2 gì? 2 bạn nha. Đơn vị đây là bạn chứ không gọi là nhóm nữa nhá. 2 bạn. Và các em ghi đáp số. Như vậy thì mỗi một nhóm này sẽ có 2 bạn. Được chưa? Sang bài tiếp theo, bài số 7. Cô Lan hái được 30 bông hồng. À, 30 bông. Cô Lan bó thành các bó, mỗi bó 5 bông. Hỏi có bao nhiêu bó hoa hồng? Cũng dễ như ăn kem, đúng không? Hỏi có bao nhiêu bó hoa hồng? Thì chúng mình sẽ trả lời số bó gì? Hoa hồng. Số bó hoa hồng có là. Được chưa? Đấy. 30 bông nè là tổng số hoa mình có. Chia cho bao nhiêu? Chia cho số bông một bó nè là chia cho 5. Vậy thì 30 chia cho 5 bằng 6. Đơn vị đây là bó. Được chưa? Và khi chúng ta ghi đáp số thì ghi rõ bó gì? Đáp số 6 bó hoa. Hoa gì? Ghi luôn. Hoa hồng nhá. Đó, như vậy giáo viên sẽ rất là thích. Bởi vì sao? Chúng ta làm rất là chặt chẽ. Rồi, bài số 8. Điền cái dấu nè. Lớn hơn, dấu nhỏ hơn hoặc dấu bằng vào đây. Như vậy các em thấy ở đây, bên này là số 5 này. Ở đây là 10 chia cho 2 này. Vậy thì 10 chia 2 các em sẽ biết bằng mấy? 5. Vậy thì 5 này so với 5 này thì làm sao? À đúng rồi, nó sẽ bằng nhau nhá. Rồi tương tự nè. Ở đây có số 6 này. Ở đây là 40 chia cho 5. 40 chia cho 5 thì bằng mấy? 8. Vậy thì 8 so với 6 thì
8 này này sẽ lớn hơn này. Được chưa? Rồi, sang đây. Thầy sẽ xóa những cái này đi. 18 chia 2. Đấy, các em biết 18 chia 2 thì bằng 9. Vậy thì 9 so với 8 thì 9 à, lớn hơn 8. Được chưa? 15 này chia cho 5 thì bằng 3. Vậy thì 3 so với 4 thì 3 này sẽ nhỏ hơn 4. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Bên này là 6 này. 14 chia 2 được 7. 7 so với 6 thì 6 này sẽ gì? Nhỏ hơn này, đúng không? Rồi, ở đây 35 chia cho 5 thì được 7. Vậy thì đây là 7, đây cũng 7, sẽ làm sao? Bằng nhau. Dễ không? Dễ như ăn kem tràng tiền, đúng không? Rồi, và đến đây thì chúng mình cũng đã hoàn thành được cái tuần này nhé. Đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học chung lớp, chung trường với mình nhé.